Em tên là Hoàng Anh Chi ạ, em sống ở Hà Giang và em đang ở phòng 04, em học lớp CEO Marketing ạ. Đầu tiên là việc học ở trường quân nhân, là sau một hôm mà bố em đi và bố em có nói chuyện với các bác ấy, thì bố em đã hướng em vào cái trường này. Tại vì em có ước mơ là trở thành một doanh nhân, thì nên là bố em nghĩ đây là cái môi trường mà phù hợp với em, là đã hướng em vào môi trường này ạ. Sau gần một năm học tập ở đây thì em đã thay đổi, thứ nhất là về cách nhận thức về bản thân, thứ hai là về cách chung sống với mọi người, và thứ ba là về cái tự kỷ luật khi mà dậy vào khung giờ 5 giờ sáng và ngủ đến 10 giờ tối ạ. Sau một thời gian thì em đã làm quen với môi trường ở đây rồi, thì em cũng làm quen được với nhiều bạn mới, các mối quan hệ của em được mở rộng hơn, và cái kiến thức mà em học ấy thì nó là kiến thức thực tiễn, nên là em áp dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày của em luôn ạ. Tập tại trường thì em được làm quen với nhiều bạn mới, em cũng học hỏi được nhiều kiến thức từ các chủ doanh nghiệp, và làm việc và học tập với họ khiến em cảm thấy như là mình được mở mang một tầm kiến thức cao hơn so với mình trước kia. Nhà trường tổ chức cho em khá là nhiều hoạt động hay, ví dụ như là đi bản lác hoặc là gói bánh chưng ngày Tết. Đấy đều là những cái hoạt động mà có ý nghĩa với em và giúp em có thể gắn kết được cái sự kết nối với các bạn bè, với lại bọn em có thể làm được teamwork với nhau nhiều hơn, và em cảm thấy là cái hoạt động ấy là giúp ích cho bọn em rất nhiều ạ. Chắc chắn rồi, chắc chắn là em sẽ chọn theo trường, học theo trường, tại vì em cảm thấy như là sau khi một năm mà học tập tại trường ấy thì em đã thay đổi rất nhiều và sẽ càng thay đổi nhiều hơn nữa nếu mà em biết cách áp dụng những kiến thức đấy vào trong thực tế ạ. Cái cảm xúc đầu tiên đấy là tiếc nuối ạ, tại vì sau khi một năm mà mình đã gắn bó với các bạn quá nhiều rồi và một cái khoảng thời gian mà mình lại không gắn bó với các bạn nữa thì nó sẽ có một cái sự gọi là thiếu hụt đấy ạ. Em mong là bản thân mình trong tương lai sẽ trưởng thành hơn, bây giờ biết suy nghĩ hơn và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, đến các sự và các mối quan hệ nhiều hơn trong tương lai. Em xin cảm ơn đến các chủ doanh nghiệp đã cho em những cái kiến thức mà họ đã học và có kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian họ đi làm. Em cảm ơn bố mẹ em đã ủng hộ em trong con đường em phát triển và chọn cái trường này. Tiếp theo là đến các bạn cùng phòng của em, cảm ơn các bạn đã cùng em trải qua một cái môi trường học tập đáng sống và tạo ra cho em những cái kỷ niệm mà có lẽ là mãi mãi sẽ không quên được.